Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Okay, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình sử dụng cái chức năng scan sóng thông minh trên cái dòng Micro Laptop M1000 này. Đây, đây là hướng dẫn với bạn nó chi tiết luôn. Thì nếu mà cái cách mà thay đổi để không trùng á, thì những cái dòng mic trên thị trường mic nào cũng làm được hết. Thì cái đó mình sẽ không có giới thiệu lại đây ha. Mấy cái đó thì đơn giản, các bạn có thể coi trên YouTube rất là nhiều người hướng dẫn. Mình sẽ hướng dẫn cái chức năng là scan sóng thông minh. Đây, mình sử dụng trên cái tai mic đây. Thì cái mình sẽ sử dụng cái nút set. Đây mấy bạn lưu ý là mình set mic nào mình chọn cái A hoặc B ha. Mình sẽ bấm cái nút này liên tục cho nó hiện chữ scan ra. Sau đó mấy bạn ấn nút lên, bấm một lần thôi. Thì ở đây mấy bạn để ý cái đồng hồ nó sẽ tự chạy. Đó, cái này nó dừng lại ở 003. Có nghĩa là nó chọn 003 là cái tần số sạch nhất ở trong cái khu vực này của mình. Sau đó đương nhiên là trên đây đầu thu và cái tai mic nó đã khác tần số rồi, mấy bạn sẽ không có phát tiếng được. Mình sẽ tiến hành đồng bộ tần số giữa đầu thu và micro lại. Mình sẽ bấm nút set một lần ha. Sau đó mình quay mặt đồng hồ của cái tai mic vào con mắt IR thì nó sẽ tiến hành, đây nó đồng bộ lại cái tần số lại. Các bạn để ý là ở đây là 003. Đây, nó chuyển về 03. Lúc đó tần số trên đây mình sẽ có sóng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.